Thời điểm xuân sang và đón Tết, ai cũng đều hào hức đi chơi. Nhưng điều quan trọng là phải gắn kết những người thân đang ở muôn nơi, tạm gác việc riêng, quay về nhà bởi vì Tết đến rồi. Đừng quay cuồng theo những âu lo, mà hãy quay theo tôi. Quay chổi thổi bay bụi khỏi nhà, quay chiếc mâm cơm và mời ông bà, quay con gà vị thật tươi, quay bàn tay dậy cùng mọi người. Giờ ngay điện thoại lên, cùng quay lại khoảnh khắc này. Cào đào 5, 4, 3, 2.